Thì anh em tụi em đâu? Hôm nay có một chút nghĩa cử. Kinh quá, đùa rồi. Chị em đi gọi là nhân ngày mùng 8 tháng 3. Cũng mong là chị em hôm nay là chơi hết mình và ăn hết mình. Ê, chơi hết mình là nguy hiểm nhá. Sức khỏe 7 triệu đấy nhỉ? Thằng nào 7 triệu đấy? Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3. À nhầm nhầm. Hôm nay là ngày 20 tháng 3. Dù đã qua ngày mùng 8 tháng 3 12 buổi rồi nhưng mà anh em front office rất nhớ đến ngày của chị em, nhưng mà vì bận quá chưa tổ chức được. Hôm nay anh em tổ chức cho chị em một bữa liên hoan tại nhà hàng hải sản Sầm Sơn. Đầu tiên đấy là Miss Lan, cựu nhân viên, cựu assistant FOM của Melia. Tiếp đến là đồng chí Nghiệp, Theo kết tần của ông chết dở. Trước tôi đã là nhân vật đóng rồi, trong web đen của ông đến, rồi. Đến thôi gì nhỉ? Tung cơ áo đấy. Cái đấy là phải đồng chí luôn. Tiếp đến là Thành Rùa. Đây là con của Đàn Ca Tuấn. Thắng ơi, chào đêm. Hỏi cái gì? Chào đi, vẫy tay chào mọi người đi. Mày lên phim rồi đấy. Ở đây nó sơn. Rồi. Đây là các những chị em đã đến tham dự với chúng ta. Đó là em Mai. Mai ơi, chào hai mẹ con chào này. Con đây chào bác nào. Chào bác đi. Đấy. Đấy, hai mẹ con. Đây cũng là một cặp mẹ con khác. Đó là em Hằng. Operator. Hello, ơi rồi nhá. Con nhà rồi nhá. Chơi lắm. Rồi Huyền Di Ao. Huyền Di Sexton nhanh. Rất luôn. Hết mình đi. Rồi, hết mình nhé. Chị em đưa đây. Hết tuần này đi nhở. Hết nhá. Hết đây. Một.